Kính thưa bà con và bạn bè quốc tế, tháng 5 năm 2014 nóng bỏng này, cả dân tộc Việt Nam đang đứng trước thời khắc hiểm nghèo, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đang bị đe dọa. Người Việt Nam khắp nơi trên thế giới buộc phải đứng lên để bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và đất mẹ ngàn đời dấu yêu. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh tất cả các cuộc xâm lăng Việt Nam của phương Bắc đều có kết cục đại bại. Lịch sử cũng đã chứng minh người Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ kẻ nào. Công lý trên biển Đông, công lý, công lý, công lý. Hòa bình trên biển Đông, hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hòa bình, rời mà đi, phải chiến thắng không hề chiến bại. Ai nên còn không không một ngàn. Rời mà đi hơi đồng bào ơi. Đoàn Anh Sơn chuẩn bị. Đang mới đang như thế nào, đang nào có bỏ vui là được cùng tất cả các em trẻ thế hệ sau này để bảo vệ hòa bình, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam. Tôi cũng muốn kêu gọi sự ủng hộ của các bạn bè trên thế giới và ủng hộ chính nghĩa và ủng hộ Việt Nam. Từ mọi ngả đường đổ về, chúng tôi học sinh, sinh viên và bà con đang sinh sống tại Cộng hòa Hungary. Hiện số người tham dự đã lên tới hơn 1.000 người và chúng tôi đang chuẩn bị tiến đến Đại sứ quán Trung Quốc để biểu thị sự phản đối của chúng tôi. Chúng tôi là những người yêu chuộng hòa bình, là những người con của Việt Nam sống xa quê hương. Mong, những mong muốn của chúng tôi là đề nghị chính quyền Bắc Kinh rút khỏi giàn khoan ra khỏi Biển Đông. Hèn nhát đã không dám ló mặt ra để nhận thư.
cuộc biểu tình và tuần hành của chúng ta kết thúc tốt đẹp, đạt được những mục đích chúng ta đặt ra. Chúng ta tự hào về sự kiện chưa từng có này, và qua đây chúng ta bày tỏ được lòng yêu nước của mình đối với đất mẹ Việt Nam.